cựu chiến binh Nguyễn Phương Nam, tổ trưởng dân phố quận Gò Vấp, thay mặt cho chi họ Nguyễn Phương ở Vĩnh Phúc, trân trọng giới thiệu đại tá Trần Đức Tài, đại tá Nguyễn Tất Bản, đại tá bác sĩ Đặng Trọng Đức, cựu công an nhân dân. Cảm ơn các vị khách quý đã mang đến cho nhóm họ Nguyễn Hữu sự động viên khích lệ, tình cảm, tình đoàn kết của họ Trần, họ Lê, họ Đào, họ Đặng, họ Phạm. Kính chúc các vị khách quý nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Ban tổ chức xin được thưa về nhóm họ, họp mặt hôm nay của chúng ta phấn khởi được đón rất nhiều anh chị em Nguyễn Hữu đến từ khắp nơi trong cả nước, thật xúc động được biết có những anh em như nhóm của anh Hữu Nghĩa đã từ Hà Nội, từ miền Trung cả vợ chồng vào thành phố Hồ Chí Minh từ hôm kia, hôm qua hồi hộp chờ mong ngày họp mặt hôm nay, thật xúc động. Được biết có anh em ở xa vì công việc quan trọng của nhà nước như anh Hữu Thành, quan chức cấp cao của văn phòng Trung ương Đảng, không vào dự được, cũng đã cho con gái, con rể đến ra mắt dự với họp tổng mình. Thật xúc động khi có anh em không về được, như đại tá Nguyễn Phúc Thuật đã gửi những lời thơ rất hay về nhóm họ, về Nguyễn Hữu để chúc mừng họp mặt hôm nay. Có anh em như anh Hữu Trung bị tai nạn sức khỏe yếu không về được, cũng đã có nhắn những lời đoàn viên tha thiết chúc họp mặt thành công như mong đợi. Anh Hữu Toàn vừa nghe tin họp mặt đã dành về mình phần tài trợ toàn bộ biên Sài Gòn cho họp mặt hôm nay. Để chuẩn bị cho họp mặt, anh Hữu Thống, anh Hữu Tuấn cũng đã ra rất nhiều công sức chăm chút từng tí cho công việc của nhóm họ. Còn rất nhiều nữa những tâm tình của anh chị em Nguyễn Hữu dành tặng cho họp mặt hôm nay. Phải chăng đây là những tín hiệu mừng vui cho thấy cây đại cho lộc và đất đã nở hoa, nhóm họ ta sẽ mãi mãi thăng hoa vì tình nghĩa anh em một nhà. Ban tổ chức cũng xin được dành lời trân trọng để cảm ơn anh Hữu Toàn tài trợ bia tiệc. Xin trân trọng cảm ơn doanh nghiệp, doanh nhân Nguyễn Xuân Nhật, tổng giám đốc công ty 139, phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh, phó chủ tịch thường trực Hội Đồng Hương tỉnh Nghệ An đã tài trợ toàn bộ rượu sâm xuất khẩu thị trường G7 chúng ta thấy trên bàn đó. Và xin trân trọng cảm ơn doanh nhân Lê Quân Hồng, chủ dãy nhà hàng Vườn Cao đã giảm cho chúng ta 10% tiền tiệc và miễn phí 100% các dịch vụ đi kèm buổi tiệc hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị khách quý, đầu xuân 2023 khi dự hội một số nơi, tôi thấy có nhiều họ tổng tổ chức họp mặt đầu xuân. Thấy họ tộc người ta đoàn viên vui vẻ mà tự dưng lòng thấy chạy lòng. Tôi có đem câu chuyện đó để thưa cùng với mấy anh em Nguyễn Hữu và thật xúc động khi thấy ai cũng đều có chung một nguyện ước là được giao lưu kết nối họp tộc Nguyễn Hữu với nhau. Từ ước nguyện đó,
anh em chúng tôi mạnh dạn lập ra group Zalo nhóm họ Nguyễn Hữu để kết nối với mọi người. Sau mấy tháng, group Zalo đã có gần 80 anh chị em tham gia, trong đó có người cao tuổi, người ít tuổi, có nam, có nữ, có doanh nhân, có công chức, có người làm công ăn lương, có bộ đội, công an, nhà giáo, kỹ sư, bác sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà quản lý, có người nghỉ hưu, có người đương chức. Được như thế là thật đáng mừng. Và hôm nay chúng ta đồng tâm tổ chức họp mặt để tay bắt mặt mừng, gắn bó nghĩa tình đồng tộc. Thật hạnh phúc cho những ai được sống trong tinh thần khí thế tình thương của những người cùng chung cội nguồn, cùng chung tiên tổ. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa anh chị em, dòng họ Nguyễn Hữu lớn lắm. Tổ tông Nguyễn Hữu hiển vinh lắm. Công lao dòng họ Nguyễn Hữu được trời xanh chứng giám, được đất nước biển rừng Việt Nam tôn vinh ghi nhận. Tại vùng đất phương Nam này, cùng với dân tộc, cùng với trăm họ, công lao của Nguyễn Hữu trải rộng mênh mông. Dấu ấn của Nguyễn Hữu sâu đậm, rọi sáng muôn đời. Bên cạnh những đền thờ các bậc vĩ nhân có công với dân với nước, đền thờ ghi công lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là mốc son kiêu hãnh, là niềm tự hào muôn thuở của cháu con Nguyễn Hữu chúng ta. Kính thưa anh chị em Nguyễn Hữu, dòng họ ta hiển vinh là thế. Đất nước và dân tộc tôn vinh dòng họ ta là thế. Nhưng mối liên hệ bền chặt giữa hậu duệ con cháu Nguyễn Hữu là chưa thực sự xứng tầm. Thử hỏi có mấy ai đã biết, đã đến thắp hương cho lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh? Đã có mấy ai biết được có nơi nào nghi ngút hương thơm bàn thờ chí họ, tộc họ Nguyễn Hữu ở phương Nam? Điều đó không phải chúng ta vô tình, mà chính là bởi vì chúng ta chưa được nghe có tiếng gọi nào ngân lên như tiếng chuông vàng mời gọi quy tụ anh chị em Nguyễn Hữu chúng ta. Bởi thế hôm nay chúng ta họp mặt hướng theo nguyện ước kết nối anh chị em, cùng tự hào tôn vinh họ tộc, cùng noi gương sáng tiền nhất để vươn lên thành đạt, cùng nhau đoàn kết với thăm họ để dựng xây đất nước phồn vinh, nhà nhà hạnh phúc. Đây là niềm vui lớn. Cháu con hậu duệ Nguyễn Hữu tay nắm tay nhau để cùng nhau tỏa sáng, thỏa nguyện chí ước của tổ tiên ta, của Nguyễn Hữu ta. Hỡi tổ tiên Nguyễn Hữu, con cháu hậu duệ cầu xin được phù hộ chở che, cầu xin cho Nguyễn Hữu phương Nam được mạnh mẽ hơn, ngày càng gắn kết bền chặt hơn. Và như lời của anh Nguyễn Tiến Sĩ là làm sao để giàu sang thịnh vượng hơn, cùng trăm họ, cùng với nước non ta.
với những suy nghĩ đó, chúng ta đến với nhau vào hôm nay vui vẻ, ân tình, đoàn kết. Chỉ có điều là những người biết nhau chưa được bao nhiêu, những người gần gũi nhau cũng không được nhiều. Như tôi có biết cũng chỉ được mấy người với nước. Vì vậy, để gắn kết, để kết nối, để tay trong tay một cách thương yêu, tin tưởng, có lẽ chúng ta cũng dành thời gian để tự giới thiệu với nhau, để biết nhau. Dĩ nhiên, vì thời gian rất ngắn, chúng ta chờ hôm nay hơi lâu, cho nên xin giới thiệu ngắn gọn, cần thiết. Nếu chúng ta không giới thiệu rồi hết buổi, cũng không biết là ai đi đâu về đâu. Tôi xin được tự giới thiệu như tôi, để mọi người được biết thêm. Và nếu được thì cũng ngắn gọn như thế. Tôi là Nguyễn Hữu Hồng Trường, sinh năm 56, bây giờ là 68 tuổi. Quê ở Yên Thành, Nghệ An, hiện ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với vợ con, là thiếu tướng, nguyên cục trưởng, đã về hưu. Tôi có con trai, có con gái. Không biết con gái hôm nay đến chưa? Tôi muốn giới thiệu con gái với mọi người, vì con gái tôi làm ở VCCI, ở đó là đầu mối quan hệ với các doanh nhân đối tác nước ngoài. Hôm nay tôi muốn cháu đến để cho mọi người thấy ai là doanh nhân, ai cần thì cháu sẽ có trách nhiệm giúp đỡ để kết nối cái doanh nghiệp, doanh nhân để làm ăn, để phát triển. Đó, xin cảm ơn. Và tiếp theo tôi muốn là một người, anh Hiếu Nghĩa, anh đi hai vợ chồng chỉ có anh hôm nay chứ à. Xin anh Hiếu Nghĩa lên đây giới thiệu về ký họ, cái nhánh họ bên anh một chút. Xin cảm ơn bác Nguyễn Hữu Hồng Trường. Nhờ có bác Nguyễn Hữu Hồng Trường và nhờ có ơn tổ thì hôm nay tất cả mọi người ở đây đã có đủ duyên để được gặp mặt, được chia sẻ với những người mang trong dòng máu, trong mình dòng máu mang cái tên họ Nguyễn Hữu. Xin cảm ơn bác rất nhiều ạ. Và đến trường một lần câu hỏi với các bạn. Xin chào tất cả mọi người ạ. Xin cho phép tôi được giới thiệu, tôi là Nguyễn Hữu Nghĩa, là một người mang trong mình dòng máu của họ Nguyễn Hữu ạ. Tôi sinh năm 1973, thì xuất phát từ xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Đấy, thì tôi là rời quê hương năm 1990 để ra Hà Nội. Khi đấy thì học đại học xong là làm cho Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rồi tôi cũng đi làm công tác ở nước ngoài, làm học tập và làm việc ở nước Cộng hòa Pháp, về châu Âu, sau lại quay về phục vụ cho quê hương. Một cái cơ duyên thôi, cũng như là tổ tiên thúc đục ấy, thì năm 2019 tôi đã quyết định như thế là nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế, nhưng mà về để với một mục đích rất là lớn, đấy là về phục tổ. Thế nên tôi về Thanh Chương tìm hiểu nguồn gốc của họ tộc, cho nên là khi mà về như thế thì tôi đi tìm lại tất cả những cái gia cụ của tất cả những cái dòng họ Nguyễn Hữu tại Thanh Chương để so sánh, tìm đến điểm chung, thì phát hiện ra rằng là mình là hậu duệ đời thứ 17 của cụ Đô Đài Ngự Sử, đệ tam giác đồng tiến sĩ xuất thân, và phó sứ của Việt Nam tại Trung Hoa là ngài Nguyễn Tiến Tài, mà có bia tại là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thì tôi là hậu duệ đời thứ 17, và cũng từ đó tôi phát hiện ra rằng là tôi là hậu duệ đời thứ 35 của vua Lý Công Uẩn. Bởi vì tất cả những cái đó là tôi đọc được trong những cái cuốn gia phả rất quý của họ tộc để lại. Thì từ đó tôi cũng phát hiện ra rằng là tôi là Nguyễn Hữu,
nhưng mà bên cạnh cũng có những người anh em khác có tên khác, đấy là Nguyễn Tiến là ở Thanh Giang đấy, và Nguyễn Quang cũng ở Thanh Giang, rồi là Nguyễn Hiếu là ở Thanh Lộc và Nguyễn Trọng vân vân. Đấy là do đó hôm nay tại đây có đoàn của Thanh Trương đây thì có cả chi của Nguyễn Tiến tại Thanh Giang, chi Nguyễn Quang tại Thanh Xuân, rồi chi Nguyễn Hiếu tại Thanh Văn, rồi chi Nguyễn Hiếu tại Thanh Ngọc. Vâng, và nói chung hôm nay rất là cảm động, rất là vui mừng này, được dự cái cuộc họp ngày hôm nay, cuộc họp lần đầu tiên. Nhưng mà có lẽ là cũng như là các cụ là nói là hôm nay chúng ta mới đủ duyên được gặp mặt ở đây, và nhờ có thiếu tướng Nguyễn Như Hồng Trường chúng ta mới có mặt ở đây. Thì xin giới thiệu là trong thành phần của đoàn Thanh Chương là có tất cả những chi học đấy, và xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, và mong rằng là chúng ta sẽ có những cơ hội để gặp nhau nhiều hơn nữa, trao đổi nhiều hơn nữa, và tìm được nhiều người hơn nữa của họ tộc chúng ta. Vâng. Thưa anh Hương Nghĩa là cùng với đoàn, với vợ chồng là vào đấy từ lần kia, nên anh mình nói là hồi hộp để chờ hôm nay được gặp anh em với nữ. Tiếp theo xin trân trọng kính mời bác Nguyễn Hữu Lộc lên giới thiệu một đôi lời về mình. Chúng ta cũng cố gắng giới thiệu với nhau có tính đại diện thôi ạ, rồi chúng ta làm một vài công việc nữa, bởi vì hôm nay cũng có thể là xin lỗi cả nhà mình là giờ cơm hết đấy tí nhỉ, giờ cơm hết đấy. Kính thưa toàn thể anh em họ Nguyễn Hữu, tôi thì chính mình xưng tên là Nguyễn Hữu Lộc, sinh năm 1947, năm nay là 76 tuổi. Hiện nay là anh em chúng tôi là xin thay mặt cho anh em họ Nguyễn Hữu huyện Anh Sơn ở xã tôi là cũng có một cái đại tôn, tức là dòng họ của Nguyễn Hữu Chí. Hôm nay anh em chúng tôi được vinh dự, rất tự hào, và được chúng tôi đi theo là có bốn anh em ruột đang ngồi ở dưới này. Thì ở đây là chúng tôi muốn là rất muốn thân thiện với anh em bà con ở trong họ. Hiện nay tôi cư ngụ ở phường 9, Hồ Bắc. Chúng tôi vào đây thì cũng là từ sau giải phóng đến giờ. Đấy, chúng tôi cũng xin tự giới thiệu là trước hết không có gì hơn, xin chúc anh em bà con họ Nguyễn Hữu là vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong mọi công việc. Xin chúc anh sức khỏe. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn bác Hữu Lộc. Anh Hữu Phước, anh lên phát biểu giới thiệu cho cuộc đối đề chính thức ạ. Dạ, tôi là Nguyễn Hữu Phước. Đầu tiên rất vui mừng gặp gỡ bà con những người đồng học chúng ta ở trong nước, thì rất là vinh dự, rất hạnh phúc. Chúc từ đây là cảm ơn các tổ chức, chúc sức khỏe tất cả các bà con ở trong những đồng học này, và tôi chúc gia đình được hạnh phúc, sức khỏe. Tôi là Hiếu Phước, sinh năm 1953, tuổi Tỵ, vào phía Nam gia đình vào năm 1967, năm trước là
thì dòng tộc chúng tôi á là ở xã Điện Ông, làng Lập Thành, tức là Nguyễn Hữu Lạc Thành, là chúng tôi có nhà thờ. Thì gốc gác tôi là đời thứ 16 của dòng họ Nguyễn Hữu Lạc Thành. Thì cái gốc ông tiền hiền chúng tôi á là gốc ở Tân Hóa, nhà thờ ở thì đa số bên là đang giống nhà thờ là ở xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, là ông Nguyễn Công Thưởng, thì đang xếp bên là trường hợp thượng tổ. Thì ông có tiền tôi, tức là đời thứ 8, tôi đời thứ 16. Thì chồng tộc chúng tôi là có nhà thờ, là cũng chuẩn bị khởi công cái nhà thờ cả, tức là ông tiền nhiệm trước chiến tranh là đã bị tàn phá, chuẩn bị năm năm sẽ khởi công xây dựng cũng hoành tráng, tức là ba công đất mà nhà nước cho một con, thì còn hai công sẽ mua thêm ở xung quanh. Riêng cái ở phía Nam chúng tôi cũng bà con cũng đông, thì cũng lập được cái nơi mà hàng năm cúng kiến, tức là dỗ tiền hiền là 16 tháng 2 âm lịch, là ở ngoài trường tổ chức. Ở trong Nam thì chúng tôi cũng là một cái bàn thờ, riêng bàn thờ sẽ để tại tạm nhà ông, nhà chúng tôi ông là trưởng tộc á, tôi là từ đường trần thôi. Trưởng tộc là đại tá bác sĩ Nguyễn Hữu Nam, phó giám đốc Mỹ An, là nhà Mỹ An, là hiệu trưởng trường quân y của lớp. Hôm nay bận công việc cho nên không đến giờ cũng làm cái hơi tiếng nữa. Là đại tá Nguyễn Hữu Nam, là có gì phát xe nhập. Riêng chúng tôi thì 16 tháng 2 thì cũng tổ chức là kỷ niệm cái ngày dỗ tiền hiền. Ở ngoài trung thì tổ chức lớn, thì trong này chúng tôi tổ chức cái bà con không về được, thì cũng đến trước nghe một mặt năm mùa 6 tháng 2 lịch tại nhà bác sĩ Nam, đường Văn Trung, số 407, đường Văn Trung, phường 3, quận Bình. Có gì chúng tôi sẽ giới thiệu thêm bà con, nếu có cái trong ban tổ chức hoặc bà con nào có gì cũng về tại gặp mặt giao lưu và cùng đồng chồng của tôi. Thôi thì xin các bạn xin sẽ trò đầu thêm và chúc cái nhóm bà con bị hữu năm ta ngày càng phát triển. Cảm ơn bác Tự Phước. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh Đoàn Quỳnh lên có đôi lời giới thiệu với họ. Anh Nhật Quỳnh là một trong những người rất có công để sưu tầm tư liệu về họ tộc Nguyễn Hữu của cụ tổ là Nguyễn Hữu Chỉ, là một trong cụ tổ cũng có tiếng vang lớn đấy, xin bạn. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa toàn thể hậu duệ và dòng họ Nguyễn Hữu có mặt hôm nay, thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Nhật Quỳnh. Nguyễn Phận nhưng mà đúng là họ hữu. Thì tôi hiện nay nghỉ hưu ở Vũng Tàu, năm nay 62 tuổi, quê ở Yên Thành, Nghệ An, Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An. Thì về cái giới thiệu về cái chi họ chúng tôi, thì báo cáo với toàn thể quý vị là chúng tôi hiện nay thờ tướng công Nguyễn Hữu Chỉ. Thì về gia phả để lại của tổ chúng tôi ấy, thì chỉ biết là từ Thanh Hóa vào, di cư vào Nghệ An, về Yên Thành, Nghệ An. Và trước ông đó thì chúng tôi cũng không biết đây, bởi vì cái gia phả bị thất lạc đây. Nhưng mà theo những lịch sử của huyện Yên Thành và lịch sử của hai xã là Vĩnh Thành và Hồng Thành ở Nghệ An ấy, thì là khi ông ở ngoài kia vào đây, ông sinh được 6 người con, thì có 5 người con. Thì hiện nay thì chỉ có 2 người con trai, chúng tôi đến cận thờ cũng kết nối được. Còn 3 người con tất là ông Nguyễn Hữu Hân, con trai đầu của ông Nguyễn Hữu Chỉ. Hai là Nguyễn Hữu Hòa, con trai thứ ba. Nguyễn Hữu Hiệp là con trai thứ tư, là hiện nay tất là chung cư.
thì có thông tin của các cái đấy, thì có một số để di cư lên lên Anh Sơn, Thanh Chương cũng có. Nhưng chúng tôi có thông tin là ông tổ chúng tôi thờ hiện nay là từ Thanh Hóa vào Nghệ An 1412 nữa. Đấy. Và ông là được triều đình sắc có năm sắc phong thì lại gia phả thì mất rồi, nhưng mà sắc phong triều đình thì vẫn giữ được, có năm cái sắc phong của triều đình. Và đặc biệt là ông lại là được khi dân ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An là cả những vùng khu vực đó vinh danh ông là thần khai khẩn, được thờ cúng ở trong một cái đền thờ bằng gỗ xây dựng từ thế kỷ thứ 16, nằm ngay giữa rừng lim của xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, cái rừng lim nguyên sinh, thờ ngay ở đây. Và hàng năm thì ông tổ chúng tôi là lại được địa phương, tức là nhân dân, chính quyền xã, đến ngày đề nghị của cụ là 29/9 là địa phương gần như tưởng niệm cho cụ thì báo cáo. Thì tôi nêu thông tin về cái ông tổ chúng tôi để mọi người nếu có thì chúng ta kết nối. Tôi hy vọng là cuộc họp ngày hôm nay đấy, thì chúng ta đang một là chúng ta kết nối nhau, hai tìm hiểu biết đâu lại có cơ hội chúng ta lại có cái thông tin về tổ tiên chúng ta. May mắn nếu chúng có những linh thiêng có thể chúng ta kết nối được với nhau cả. Thì tôi rất là mong như thế. Còn về giới thiệu về con cháu tôi ở trong này thì cũng tập trung chủ yếu là ở Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau khi mà biết được các con cháu cư ngụ ở một số nơi vậy thì năm 2019 thì chúng tôi cũng đã tổ chức kết nối được với nhau, lập ra cái ban liên lạc dòng họ Nguyễn Hữu Chỉ ở khu vực phía Nam. Thì hàng năm là tổ chức họp mặt con cháu ở thành phố Biên Hòa, bởi vì con cháu chủ yếu tập trung ở Biên Hòa. Năm nay cũng duy trì được 4 năm rồi. Đấy, nhưng mà có điều một cái rất là một đáng tiếc là cái gia phả của các chi bộ của chúng tôi ấy, là gần như bị mất hết. Riêng bác trưởng họ thì là không giữ được, mà sau nghe các cái bậc cha anh kể lại là ông này bị có hai người con liệt sĩ, sau đó là ông buồn quá ông đốt hết cả gia phả, đổ xuống đi sông Đào ra. Thế nên là mọi cái thông tin là còn chờ con cháu là dần biết. Thì hiện nay thì chúng tôi là lấy thờ ông tướng công Nguyễn Hữu Chỉ, được triều đình sắc phong đầy đủ, còn sắc phong còn nguyên lại giữ được cái sắc phong của triều đình. Còn ba người con của ông là tất lạc, tôi vẫn chưa được. Trong đó có thông tin là ông Nguyễn Hữu Hân, là ông này ông đầu tiến sĩ, sau này ông lấy cái niên hiệu gì thế biết, từ thời Lê, thời Hồng Lê, 1436. Nguyễn Hữu Hòa, Nguyễn Hữu Hiệp là ba hiện nay tất lạc, chúng tôi chưa tìm được. Và chúng tôi chỉ có kết nối được con cháu của cái ông thứ hai và ông thứ sáu của cái ông tổ. Thì đó một số thông tin, thì mong rằng là nhân cái cuộc họp này hôm nay thì chúng ta một cái dịp mà hội ngộ được các con cháu của các cái chi họ Nguyễn Hữu, thì rất là cũng như một số người cũng là mong để chúng ta gặp nhau, cũng có cái hội ngộ gặp nhau để chúng ta có biết đâu có những cái thông tin, có những cái tư liệu mới, hoặc là cũng mình hiểu thêm của các cái nhánh họ, các cái họ về một cái để chúng ta có cái cơ hội chúng ta gặp gỡ nhau, kết nối nhau, thông tin với nhau, rồi là có thể có nhiều vấn đề sau này nếu chúng ta duy trì hoạt động tốt được thì đó là cái sự kết nối nhau cuộc sống cũng như là trong công việc rất là tốt. Thì cuối cùng thì tôi xin cảm ơn các anh em trong ban tổ chức cùng tất cả quý vị khách quý. Kính chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc cho khi dòng họ chúng ta mãi trường tồn, con cháu là thành đạt, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng với dòng họ, anh em dòng họ ca. Nay có
cái đại biểu đặc biệt. Xin trân trọng được giới thiệu doanh nhân, cựu chiến binh Lê Nguyên Hồng, là chủ tịch Giấy Nhà Hàng Vườn Cao, chủ tịch Hội Đồng Hương huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Anh dành cái ưu ái và đề nghị của chúng ta. Xin tranh thân đại giới thiệu. Xin cảm ơn anh Lê Nguyên Hồng, lúc nào cũng chung một vai đánh bác cho công việc chung. Tiếp theo xin có lời giới thiệu và trân trọng kính mời một vị khách nói rằng là thấy họ ta gặp nhau này cũng vui xúc động, bác muốn có một đôi lời chia sẻ với chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo 85 tuổi bác Đào Văn Long. Xin mời thầy. Rất hay, rất quý, rất đẹp
về họ Nguyễn, về Nguyễn Hữu. Xin trân trọng cảm ơn thầy, kính chúc thầy sức khỏe, đường thọ, hạnh phúc muôn đời. Xin cảm ơn thầy. Xin thay mặt ban tổ chức, tôi xin phép được chuyển sang một phần là phần không thể không có được để duy trì và tiếp tục làm phong phú hơn tầm giá trị của Nguyễn Hữu. Sau khi chúng ta được nghe giới thiệu, tự giới thiệu của một số vị, một số đại diện các chi họ và thể theo ý kiến của một số anh chị em, tôi xin được tổng hợp lại có một số nội dung cần phải thống nhất tại đây hôm nay như sau. Có bốn nội dung. Một là chính thức lập nhóm họ Nguyễn Hữu tại phía Nam, lấy tên là nhóm họ Nguyễn Hữu Phương Nam, tôn chỉ mục đích là kết nối anh chị em Nguyễn Hữu, tạo nên một cộng đồng Nguyễn Hữu đoàn kết, phát huy truyền thống, động viên, hỗ trợ nhau trong công tác, học tập và cuộc sống. Nội dung thứ hai, thống nhất hàng năm tổ chức gặp gỡ anh chị em Nguyễn Hữu con cháu một lần vào dịp hoặc là đầu xuân, hoặc là vào dịp dỗ cụ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 16 tháng 5 âm lịch, một trong hai dịp đó. Nội dung thứ ba là để kết nối thông tin một cách thường xuyên chặt chẽ, cần phải chăm lo xây dựng group Zalo nhóm họ được tốt. Đề nghị mọi người hãy liên hệ với anh Hữu Thống để được kết nối Zalo. Khi cần, chúng ta sẽ xây dựng trang thông tin điện tử của nhóm họ Nguyễn Hữu sau. Nội dung thứ tư cần thống nhất, nội dung này cũng hơi dài một chút, là để duy trì hoạt động, chúng ta cần phải có một ban liên lạc lo việc chung của nhóm họ. Tôi mạnh dạn đề xuất thành lập ban liên lạc nhóm họ Nguyễn Hữu Phương Nam. Hôm nay có thể chưa được đông được đủ, nhưng cũng nên chọn ra đại diện các vị cao niên, các khu vực, các thành phần có nam có nữ, đặc biệt là đại diện của các chi họ, các nhà văn hóa, các nhà doanh nhân. Cần phải có một trưởng ban là người chịu khó, có thời giờ lo cho việc học, có sức khỏe để đi lại. Nếu người này là doanh nhân, có khả thi về tài chính thì tốt nhất. Trưởng ban cần có một thường trực là người năng nổ, chịu khó, tinh thần học tập cao, và đặc biệt là phải khéo léo và có phương pháp cách thức kết nối dòng học. Trong nhóm họ chúng ta hôm nay, tôi nhận thấy có anh Hữu Thống hiện là chánh văn phòng Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh. Nghệ Tĩnh, anh có nhiều kinh nghiệm, đi đâu cũng được đánh giá là người có tài, có tâm và lo rất tốt công việc cho Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh và Hội Đồng Hương Nghệ An. Nếu được anh Thống làm thường trực cho nhóm họ chúng ta thì quá tuyệt vời. Và nhóm họ chúng ta cũng cần có các vị là cây đa cây đề đứng đầu cầm trịch ra mặt cho công việc lớn của họ. Cho nên
xin các vị hôm nay suy tôn một số vị trong ban cổ vật để đứng ra làm gương, làm cây cao bóng cả cho nhóm bọn chúng ta. Kính thưa anh chị em, ở đời việc gì lúc đầu cũng khó. Việc của nhóm họ chúng ta lúc đầu chắc chắn cũng sẽ có những khó khăn, nhưng với tinh thần nguyện hữu và tình cảm của mọi người thể hiện hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ làm được, quyết đúng những công việc bàn bạc, tạo nên nó cho sự kết nối, lan tỏa, gắn kết nguyện hữu lâu dài. Với ý nghĩ đó, tôi xin phép được lắng nghe ý kiến của các anh chị em về bốn nội dung ở trên. Xin mọi người có ý kiến thật ngắn gọn. Và để cho mọi người dễ ý kiến thì tôi xin được nhắc lại từng việc như sau. Một là thành lập nhóm họ lấy tên là nhóm họ Nguyễn Hữu Phương Nam. Có ai đồng ý không ạ? Xin ra tay ạ. Có ai phản đối không ạ? Như vậy là chúng ta hoàn thành cuộc một thống nhất. Từ hôm nay chính thức có một nhóm họ Nguyễn Hữu lấy tên là nhóm họ Nguyễn Hữu Phương Nam. Nội dung thứ hai là thành lập ban liên lạc. Ban liên lạc chắc chắn các vị ở đây chúng đã biết nhiều, gặp nhiều, cử nhiều và đã nhiều người đứng thành viên lúc đó rồi. Còn đứng đầu ban liên lạc thì bây giờ ai được tác? Vâng, với anh Quỳnh. Tôi có ý kiến là về thì thành phần ban liên lạc thì chưa ai được, nhưng mà người đứng đầu ban liên lạc thì tôi đề cử là bác Hồng Trường, Nguyễn Hữu Hồng Trường. Đấy. Đang nói ban liên lạc là phải người trẻ. Tôi được rồi, bây giờ chưa có ai nói gì cả, phải mất thời gian thì tôi tạm thời giữ chức trưởng ban. Thì như vậy là tạm thời có này, có Hữu Cứ, Hữu Toàn, Hữu Thống, Hữu Tuấn, Hoài An, Tiến sĩ, rồi Hồng Lĩnh và tôi tạm thời thì Hoài An, chị Hoài An này. Chị Hoài. Anh Vương Quân. Không, anh Nhật Quân cả trong ban cố vấn. Bây giờ có cái hội đồng cố vấn, bởi vì họ thì nó gọi là hội đồng gia tộc. Người ta đây thì chưa có cái đó được, ta làm cái hội đồng cố vấn. Thì xin mời mấy người này. Một là mời đại tá Nguyễn Quỳnh, hai là mời bác Hữu Lộc, ba là mời bác Phước, Hữu Phước, mời anh Hữu Nghĩa. Nhưng mà chỉ có cái Hữu Nghĩa ở xa quá, thì không biết là xa cũng có cố vấn của kiểu xa anh biết. Đó. Cứ có vợ đi, có vợ là mạnh rồi, vậy gì? Thì trước mắt là mời các vị đó làm cố vấn cho nhóm học chúng ta. Giới thiệu lại là anh Nguyễn Quỳnh, bác Hữu Lộc, bác Hữu Phước, anh Hữu Nghĩa. Không biết có ai được không ạ? Ai giới thiệu cho tiếng ạ? Thì nếu mà không ai giới thiệu nữa thì ta tạm thời thế đấy. Cơ chế chúng ta là mở, sẽ tiếp tục mở thế. Xin cả nhà mình suy tôn, hoan nghênh những người cố vấn văn lạc kia. Vâng, xin cảm ơn ạ. Xin phép là để cho nó xong phấn khởi chấm để cho thật tươi cho bản thân đẹp. Một nội dung là thống nhất họp mặt thì có hai thời điểm đó, mọi người thấy đầu xuân hay là dỗ của người nước này. Phương án một đầu xuân, ai đồng ý giơ tay cho ta để biết ạ. Gặp mặt nhóm họ mỗi năm một lần, gặp mặt nhóm họ mỗi năm một lần, mỗi năm một lần, vào hoặc là đầu xuân hoặc là vào ngày dỗ cụ, dịp dỗ cụ Nguyễn Hữu Cảnh 16 tháng 5 lịch. Đến thế nào?
đầu năm hơi bật. Hả? 16 tháng 5 nhá. Thầy xin dịp 16 tháng 5 nhưng mà chắc chắn phải là trước 16 tháng 5. Trước 16 tháng 5 nhá. Dịp đó. Đấy. Ok. Rồi xin cảm ơn thống nhất được cái nhá. Một nội dung nữa là group Zalo. Thì đồng ý. Nhưng mà giao cho anh Hữu Thống là làm quản lý và điều hành phát triển cái Zalo này cho ngon cho tốt. Được không ạ? Vâng. Nhưng mà để cho Zalo chúng ta có một nội dung tốt và nhóm họ có cái ý nghĩa hơn thì tôi đề nghị là mọi người nên kết nối với Zalo và khuyến khích anh chị em chia sẻ thông tin với nhau, đặc biệt là hiếu kỳ, khuyến khích anh chị em vẫn hữu khi có việc hiếu hỉ mời đại diện nhóm họp với nước tham gia làm đại diện, làm công nhập tập, làm chân tay sai cũng được, khuyến khích mọi người thông tin và mời báo cho anh em trong họp nhóm họp được biết. Kính thưa anh chị em, ngoài bốn nội dung lớn đã nói ở trên thì nay tức thời đấy thì có một số ý kiến từ sáng đến giờ gom góp lại và nói rằng là hôm nay chúng ta cũng phải quyết định luôn, nhanh thôi, phải quyết định luôn. Hai vấn đề đó là gì thì tôi xin báo cáo thế này. Các ý kiến, một số ý kiến cho rằng nhóm họ thì cần phải có một cái chương trình hành động gì đó để thể hiện sự quan tâm thương lấy nhau, gắn kết với nhau, chứ không chỉ nói là thương yêu đùm bọc nhưng phải có chương trình. Đây là một. Cái thứ hai là nói rằng nhóm họ cũng cần phải có quỹ để làm những việc như họp mặt, như hiếu, như hỉ. Hoặc ví dụ những ai đó nó có con nổi tiếng thì mình cũng đến mình mừng ấy chứ, thì cho nên cũng phải có cái. Thì tôi nhận thấy rằng là những ý kiến này cũng là hợp tình hợp nghĩa, hợp với tôn chỉ mục đích của chúng ta, cho nên không biết mọi người suy nghĩ thế nào thì tôi cứ bày cái ra trình cái ra để mọi người quyết định. Nhưng để mọi người dễ quyết định và mau thì tôi xin phát biểu thế này. Thứ nhất là về hành động thể hiện sự quan tâm đồng đồng, nghĩa là anh em có cái việc gì đó thì phải giúp nhau nhé. Tôi đi nhiều việc quá không biết việc gì, và có những việc khó quá ta không giúp được, có những việc nặng quá ta không mang được, bây giờ không biết sao. Thì đề nghị thế này này, có hai việc trước mắt khả thi, đó là giới thiệu cơ hội để mở rộng quan hệ đối tác, hợp tác kinh doanh. Thì nhìn gần ở đấy là chúng ta có hai người có thể giúp được. Một là anh Hữu Thống, Chánh Văn phòng Hội Doanh nhân Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh, có hàng trăm và trong quan hệ của anh ấy hàng ngàn doanh nghiệp trong ngoài nước. Cỡ sao giúp người ta được mà không giúp được con em, con nó mình đó không? Đấy là một. Thứ hai là hôm nay tôi có trân trọng mời con rể cho con gái đến tới đây, xin giới thiệu hai con rể con gái đến đây ngay thế. Con gái là Nguyễn Trang Dung, làm ở VCI đầu mối cho cái việc kết nối doanh nhân doanh nghiệp nước ngoài với Việt Nam, nghĩ là doanh nhân doanh nghiệp nếu cần thì liên hệ với cháu trợ giúp. Hoặc là bây giờ ví dụ như là có cái chủ trương nhà nước về công nghệ 4.0 chương trình gì đó cần phải khai báo gì đó thì chỗ cháu có thể nó làm cho hỗ trợ cho, không mất tiền miễn phí, phải không? Có ít và mất ít, có cho tiền miễn phí cũng có cho tiền miễn phí đó. Thì đó là về giúp nhau cái gì khả thi thì thôi, thì chưa nghĩ ra được gì thì có được đó.
tôi nghĩ rằng là nếu doanh nghiệp giao thì họ tái giao, mà nói như tiến sĩ ấy, anh tiến sĩ nói là tôi nói tiền mượn lời tiến sĩ là giàu ta cố gắng phấn đấu giàu sang thịnh vượng, có hai chữ tôi bỏ, nhưng tiến sĩ muốn đưa vào là phú quý, thôi phú quý thì cũng được, nhưng mà ta giàu sang đấy, chứ chờ phú để người ta quý mình ấy, nó mệt lắm đấy, cho nên là cố gắng, chúng ta cố gắng làm được. Và như bác Long nói cho Hồng Nguyễn là giỏi lắm, giỏi văn giỏi võ toàn tài mà, thế cho nên là việc làm giàu cho giàu sang thì được, chuyện đương nhiên và trách nhiệm, thậm chí là nghĩa vụ con cháu hậu duệ phải làm cái bộ được như tổ tiên đó. Mọi người coi là chứng lên đấy là một việc. Cái trường thứ hai tôi nói mọi người thấy cũng là thấy nó hơi dở hơi chút nhưng cứ nói, đó là tư vấn thầy thuốc. Không ai muốn gặp thầy thuốc, không ai muốn đi bệnh viện, và không ai muốn gặp mấy cha tí tích. Nhưng mà ở đời ông ta thì chuyện bình thường, mà lúc tục đặt cái mà không có cái hồ sơ thì cũng khó lắm. Thế thôi thì là tôi có khả năng gì giờ tôi đứng ra tôi nhận. Những ai lỡ ra khi gặp khó khăn tại một số bệnh viện, bệnh viện như là một, tôi có một hệ thống từ giám đốc đến trưởng khoa, bệnh viện phụ sản chỗ đấy là cái gì Mỹ Đức, giám đốc là cháu có chị Phương, không phải chị đẻ mà sinh con chị, sinh con nhiều, sinh con trong sinh con ngoài đã đủ đấy, rồi sinh con cũng sinh được làm sao mà sinh con nó gọi là gì đó tiếng muộn ra cả lắm nhau ra cả lắm đấy, thì giúp đỡ. Hoặc là chỗ hôm nay có một vị giám đốc về về phổi cho anh hữu lên, ai vướng cái chỗ đó là mình xử lý được. Hoặc là bệnh viện đang bây giờ thì tôi có chủ tịch cho đông lương là Diệp Tuấn là em cứ nghĩa là đại loại những chỗ đó thì chỗ là điều khiển được đấy, chứ không phải nói chuyện là anh ơi thế nào không điều khiển được thì lỡ mà nhất là các cháu để có đấy, các cháu có nói cho tôi cần mà tôi cũng giúp được rất nhiều người, những lúc người ta không ai muốn cả nhưng mà biết sao được nó khổ thế thì không đấy. Thế bây giờ là về thứ nhất là hành động cái gì đó đấy, nó học tập thì có cái việc kia giúp nhau chứ, bây giờ chưa nghĩ ra việc gì cả đấy, thì tạm thời có hai việc giả dụng như thế, xin mọi người thấy là kiểu như thế cũng được không ạ? Cố lên nhá, mọi người lấy điện thoại nhá, lấy anh nhá, nói cho rất cần lắm á, rất cần á, chỗ thống giúp cái nhá, nhiều người muốn có bạn bè làm ăn đó, buôn có bạn, bạn có phường kinh doanh thì có hệ thống, phải có người giới thiệu chứ, thậm chí con gái cũng có thể để giới thiệu, ai dám đứng ra làm tổng đại lý cho một thằng ngoài, chẳng làm được, chớ làm giàu lớn thì đóng tiền cho các nhà học, đó. Đây là một việc nha, cái này là nói thật thế là thống nhá, chứ không phải đâu không thống. Chú nói thế thì thống biết được nhá. Vậy thì nhá, chứ không phải ba nói việc ba ông con phải làm việc lần được liền đấy anh, các chị được liền đấy. Còn việc thứ hai là nói quỹ, đây là câu chuyện phải nói nhưng mà rất khó nói, rất tế nhị, không biết nói đâu đấy. Rồi thôi, với tinh thần là các bạn nói thế này này, nhà nào khó cả nhưng mà tinh thần là tôi khó nhưng họ tôi đông thì mỗi người một tí, người nào có cũng cảm ơn, chưa có cũng càng cảm ơn, biết được vui vẻ. Chỉ đề nghị việc này là phải có nguyên tắc đồng thuận tự nguyện đấy. Có ý kiến nói rằng là nên đề ra là chắc có mức công nhất, không có lẽ là từ từ đấy, tự nguyện đấy, có cũng vui mà cũng có cũng rất cảm ơn. Và đặc biệt là không để vì cái khoản đóng góp mà tự nhiên hôm qua không nói đóng thì vui, nay đóng thì tự nhiên thấy buồn đấy, cho nên vì cái khoản đóng góp mà ái ngại nhau, xa cách nhau là điều không nên và điều chúng ta không làm. Do đó là sẽ có cách, sẽ có biện pháp, sẽ có bài để giải quyết đấy, khi có nhu cầu. Nhưng tất cả mọi người cũng
hiểu cho một điều là tấm lòng là tự nguyện. Và những người nào chưa có điều kiện hoặc không có điều kiện hoặc là không thực hiện thì cũng đừng có điều gì để suy nghĩ cả, đừng có ái ngại. Ái ngại lắm lúc là không đến nhà nhau, rồi tự nhiên là đang ăn gan, rồi tự nhiên là cuối cùng là nói đến việc này rồi mất anh mất em, rồi nó mệt lắm. Thì đó là vấn đề liên quan đến quỹ. Nhưng có quỹ hay chưa thì cũng biết, nhưng tin là họ đã có nhiều lắm thì cứ nói có hai việc. Thế tôi đề nghị thế này này, nếu đã có quỹ thì phải có người chữa quỹ chứ, phải có người kinh tài. Thế tôi đề nghị nếu mà được á thì một doanh nhân nữ nào đó có khả năng, có giọng tốt nhất. Mà nếu mọi người chưa nhìn nhận ra thì tôi xin giới thiệu anh Hữu Tuấn này là người giúp trong việc mà nếu có kiếm tiền nào thì anh giữ, còn anh đứng ra nha, anh làm công tác trưởng cho ban đi vận động nhá. Không biết Hữu Tuấn thấy được không? Cô con nó có kiểu đó sao nó lăn từ túi trên mình nhỉ? Nó đấy, cái này phải có một người này phụ nữ cho tốt nhất, hay là cho chị Hoa giúp cái nhỉ? Thế phải có người này, không có người này không được đúng không? Anh quên nhỉ? Ai ạ? Vỗ tay ai ạ? Vỗ tay Tuấn nhé. Hoài á, có tay Hoài á, cảm ơn Hoài nhá. Và thứ hai nữa, khi đã có tổ quỹ câu tiền thì nguyên tắc thì trước mắt phải có cái ông chủ tài khoản. Thế tôi đề nghị thế này này, kinh nghiệm của một số nơi làm á, người ta thấy anh Quỳnh nhá, tức là chủ tài khoản phải có ít nhất hai người, thế có chị Hoài, có anh Tuấn đứng ở đó để cùng với nhau để biết, chứ không bảo là tao như mình nên nó lớn nó không biết được không? Nhất trí nhá. Như vậy là chúng ta đã bàn xong mấy cái việc cần phải bàn. Một lần nữa ban tổ chức trân trọng cảm ơn, đồng thuận nhất trí cao, thể hiện tình hòa tộc quá đặc biệt của chúng ta, thống nhất được những nội dung hết sức ý nghĩa và cần thiết hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Chuẩn bị trên lễ cơm thì xin trân trọng kính mời tiết mục chụp ảnh. Kính mời các vị của ban cố vấn và ban liên lạc lên đây đứng chụp ảnh trước. Thank you.